first came to Vietnam 4 years ago to volunteer in the orphanage Quê Hương in Bình Dương. So then I started to teach English here in Vietnam, and then I founded Athlete Trotter with my friend and created the Legs Race with my friend. We call the Legs Race because we run around the lakes of Hòa Đảo. The runners, we go around 5 lakes, and I believe it's a beautiful place. So yeah, that's what I wanted to do here. With my friend Dom, I decided to create the Legs Race to give an opportunity for orphans to run, because they don't have the chance to go out of the orphanage most of the time. So I want to give them that opportunity so they can run and challenge other children from good backgrounds. So this is the meaning of the race. This race is for them, yeah. I decided to create this running club with the kids because I think it's a good opportunity for the children to practice sports. And running, I think, is a good lesson for everyone. You can become stronger, and I think if you are a runner in your life, you can accomplish better things. So yeah. Có những dãy chạy ở trong thành phố hay là những khu vực nào thì anh lại đem các bé đến chương trình đó chạy cùng với anh. Thì dần dần các bé đã hòa nhập cùng với các anh, cùng với những cái bài tập quán ớt thì các bé học được những cái từ ví dụ như là 1, 2, 3, thì các bé học được số đếm, được cách giao tiếp, những cái ngôn từ vô cùng thông thường, các bé hiểu anh và anh cũng đã dần dần hiểu các bé. Con thấy chú rất dễ tốt, dạy cho chúng con tập thể dục. Thường chúng con chạy lúc buổi chiều, chúng con học về. Con chạy bộ cùng với các bạn, con thấy rất vui. Con đi đây con gặp các bạn, con chạy rất là khỏe. Chú biết hay dạy cho chúng con chạy và chơi và dạy tiếng Anh. Ngày đầu tiên mà tiếp xúc các bé thì các bé rất là tự ti, các bé khép mình lắm, các bé rất là ngại giao tiếp. Nhưng mà đặc biệt hơn cả là giao tiếp với người nước ngoài thì các bé rất là ngại, rụt rè nữa. Nhưng mà dần dần thì tôi thấy được là các bé đã tiếp thu được nhiều thứ và đã hoàn thiện mình hơn rất là nhiều trong quá trình rèn luyện và học tập cùng với Chris và cô trong câu lạc bộ. Các bé đã có kỷ luật hơn trong cái việc chạy của mình. Ngoài ra thì các bé chú tâm về việc học của mình ở trên trường, các bé còn rèn luyện được sức khỏe, các bé có cơ hội được vượt lên chính mình, đã định hình được tương lai của mình về phía trước. So yeah, in my dream, like the programs keeps growing up, and with more children coming to the community, and we help them more. And in the future, like when I train some of them, like Phuoc, for example, I would like him to run the marathon under 3 hours and become a Vietnamese champion, like in Run for Vietnam.